Xin chào tất cả mọi người nha. Nay quay trở lại với kênh thì mọi người cũng có kêu là chia sẻ ủ rác bếp. Thì thực ra rác bếp nó cũng rất là tốt, nó cũng nhiều dinh dưỡng, nhưng mà nó không như mọi người mong đợi hoài, cũng không như tất cả mà các bạn hay khoe là xài rác bếp á nha. Thì mình vẫn chia sẻ, nó vẫn tốt nhưng mà nó có cái ưu và có khuyết. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người là ủ trong thùng kính yếm khí, tức là ủ ướt á, nó có mùi, và ủ khô không mùi và bỏ trực tiếp vào thùng như thế nào. Thì mời mọi người theo dõi video clip nha. Và đây là thùng rác bếp mà ủ ướt. Thì mà mọi người xem nha, thì ủ ướt á, nó có cái này, thùng này là tính ra chắc khoảng 2 tháng á. Thì mọi người nhìn nè, và khi mà mình ủ kính á thì nó không có giò nha mọi người ha. Và mình ủ bằng chế phẩm IEM và nấm đối kháng Chico Đạt Ma. Thì cái này là do mình khui ra mấy hôm trước, mình thăm nó, mình thấy nó hoai rồi á, thì bây giờ mình không có băng keo nữa thì nó có giòi, mà thực tế ở đây không phải là giòi ha. Thùng này gọi là thùng bỏ thơm, bỏ trái cây là chính á, thì nó là ấu trùng ruồi lính đen. Con này nó tốt cho làm thức ăn cho gà, cho cá, chứ nó không phải là giòi nha mọi người ha, nhìn kỹ nó ha. Nó là ấu trùng ruồi lính đen ha. Con ấu trùng này nó là lợi chứ không phải hại nha. Nó có, nó là không có ruồi xanh, mà ruồi xanh ở trong gia đình mình á, nó là nó lại xử ruồi xanh đó. Còn bên đây là cái thùng này là thùng rác thập cẩm nè, mọi người xem ha. Thì đây cũng khoảng tầm 2 tháng. Hiện tại nó hết mùi hôi trên mặt. Nhưng ở dưới nó vẫn hôi nha mọi người ha. Ở dưới nó vẫn hôi ha. Nè mọi người xem. Nhưng mà mọi người để ý nè, nếu mà nó hôi theo kiểu như là mùi mắm á, mùi mắm tôm hay là mắm tép, mắm cá khô á, thì nó là vi sinh, nó phát triển thì nó ra mùi mắm. Còn nếu mà nó thúi, nó hôi á, kiểu như chuột chết á, là nó là vi khuẩn có hại, nó phát triển nhiều hơn, thì nó mình phải xử lý tiếp. Thì đó mọi người thấy không, thứ nhất á, là ủ ướt nó có mùi hôi, nó cũng bắt đầu nó bã nè mọi người thấy không, nó còn nhìn thấy sợi, nhưng mà khi mình nãy là mình đụng nó bã ra. Thì là cái này á, nếu mà mình không khuyến cáo ha, mọi người nhà phố nhà đồ á, là mọi người ủ cái này thì nó rất là hôi ha. Cái nước này mà khi mọi người tưới cây thì nó tốt, đúng như mọi người trên mạng hay chia sẻ, nhưng mà nó rất là hôi, nó hôi cả làng luôn á. Gió nó bay là cái nước này nè, mà mọi người pha loãng ra nó vẫn hôi. Thì cái này mình ở ngoài đất vườn ở sao á thì nó không ảnh hưởng tới xung quanh ha, cho nên mình làm để mà mình chia sẻ với mọi người. Rồi mình sẽ qua bên kia mình chia sẻ cái ủ khô nữa ha. Còn bên đây là thùng ủ khô nha. Mọi người xem, đây là hai thùng ủ khô nè, không có một cái mùi hôi luôn. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là gì? Là nó, mình phải khoét lỗ cho nó thoát nước. Tức là mình khoét lỗ cho nó thoát nước ra để nó không giữ nước lại, nó không hôi nè. Mọi người nhìn kỹ ha. Thì cái này là ví dụ như các bạn mà nhà phố á, thì các bạn sẽ lấy một cái máng gì đó hứng ở dưới này, thì để lấy cái nước này thì tưới cây cũng được, nhưng mà nó đỡ hôi hơn là cái ủ kính á. Bởi vì mỗi ngày nó phân hủy á, rác nó phân hủy, nó ra một ít á, thì vào trong cái môi trường xung quanh á, nó có cả vi sinh có lợi mình và vi sinh hại, vi khuẩn hại á, nó tranh nhau để mà nó phân hủy rác á, thì nó quánh nhau. Có thể là nếu mà bên môi trường mọi người vi sinh mà lợi nhiều á, nước mình nó không hôi ha, thì nó cũng đỡ hơn là mình ủ yếm khí, ủ cái kia mình khui ra một phát á, là chạy á nha mọi người ha. Thì cái này á, là mỗi ngày, nó ưu điểm của nó là mỗi ngày các bạn có thể đổ vô, các bạn đổ vô là đậy nắp thôi, đậy không dán băng keo ha. Tức là mình ủ thì mọi người thấy nó cũng ngã màu theo thời gian, tức là mỗi ngày có thì mọi người cứ đổ vô nè, mình cứ đổ á, ở lớp dưới là nó hoài hơn á, ở trên này nó còn. Thì đây là nó không hôi, tức là mình chia sẻ để mọi người chọn nha, chứ còn nó không hôi, không có mùi gì hết. Nói chung là chỉ là hơi mùi như mùi lá mục, lá cây mục thôi, chứ nó không có hôi thúi như cái kia.
Thì còn cái thứ ba nữa là mình bỏ vô trong trong thùng này luôn. Nhưng mà cái cách đó, lát mình để làm cái chia sẻ tỉ mỉ về mọi người làm cái thùng nhỏ, các bạn, cái này thùng lớn của mình á, thì ở phần dưới này á là mình bỏ rác tươi ở dưới á, rồi mình mới lấp một lớp đất, mình đất mà đất trộn của mình lên trên, xong bắt đầu mình trồng cây ở trên, để khi nào khi mà ở dưới nó phân hủy thì trên này cây nó ăn rễ xuống, nó gặp phân ở dưới nó quay rồi á thì ok. Chứ không còn cái mà bỏ rác trực tiếp vô á, buộc mọi người phải làm ngăn ha, để chút xíu nữa mình làm cho mọi người chia sẻ với mọi người. Và đây á là chúng ta chuẩn bị cái thùng xốp ha. Thì cái này mình lấy cái thùng cũ này cũng được, không sao hết. Nhưng căn bản là mọi người cứ lấy thùng xốp ha. Mình vẫn khoét lỗ như mình trồng rau á, thì tùy các bạn. Nhưng mà mình làm cái này á là mình nên khoét lỗ hông ha các bạn ha, không khoét lỗ dưới đáy ha. Để dưới đáy để cái việc mình ủ rác, mình lấy nước nữa mà cho cây. Thì khoét hết toàn bộ xung quanh như mình ha. Mình chừa lên đây, từ đây lên đây khoảng tầm cái này chắc khoảng 7 phân á. Để một chút xíu nữa mình làm trong này mình chừa 5 phân. Thì cái lắp này bắt đầu mình cắt ra. Nói cho các bạn hiểu nè. Ví dụ như thùng các bạn lớn, các bạn muốn trồng bề ngang á, thì các bạn sẽ chặn làm đôi ngay đây ha. Mình lấy 73 đi, bên 7, 64 cũng được. 7 là mình làm bên trồng, còn bên đây là mình bỏ rác. Còn giờ mình làm kiểu như đây ha. Đó. Để mình cắt cái ra, rồi các bạn xem ha. Thì mình sử dụng cái dao đột giấy này nè, nó bén lắm, cắt nó dễ. Đây chúng ta lấy cái nắp này ha, cắt cái phần ngoài này bỏ nè, là nó sẽ vừa nè, mọi người nhìn thấy nó vừa ha. Đó, nó vừa đây để mình chặn đó. Rồi khi mình đo vô trên đụng đáy, cái mình trừ khoảng 5 phân ở đây, cái mình cắt ngang nắp này, đưa vô đây, cái mọi người lấy con dao này, mọi người làm dấu nó khoảng 5 phân đó. Bên đây cũng vậy. Rồi mình ra cắt nó, cắt nó mình chỉ lấy chừng đó thôi. Dao cục giấy á vậy cắt lắm mọi người ha. Rồi thì từ chỗ này á, mọi người lấy cái đầu dưới này cho nó xuống dưới này. Mình chia cái thùng ra 64 đi, nếu mọi người rác nhiều á mình lấy 64, còn rác ít mình lấy 73. Rồi mình cố định nó chẳng hạn như bằng cái tâm này nè. Cái này là mình làm cho mọi người xem thôi ha, còn mọi người lấy cây gỗ cây gì cũng được ha. Mình ghim nó là nó giữ đây, để làm gì mình giải thích luôn, là khi mọi người trồng cây ở đây, trồng mình cái ngăn lớn này, cái lượng đất lượng phân các bạn trộn bình thường ha, ở dưới cái chân này bạn thấy hở không. Khi mỗi ngày mình sẽ có rác bếp rác tươi á, mình đổ bên đây, cây ở đây nó xuống đây nó vẫn ăn vẫn nuôi đây, nhưng mà rác bếp của mình nó sẽ không chạy ngang qua đây, nó làm sót cây, nó nóng, nó chết cây nha các bạn ha. Cái này là mình nói nhiều nha, thực ra rất là nhiều người là bỏ rác vô trong cái chậu mà bên trồng cây này chết cây nha, nhưng mà không có nói đâu nha. Cái đó là cái gọi là cái mặt sau của công việc á, không có khoe đâu, chỉ khoe là cây tốt thôi. Là mình chia sẻ là mình tận tình vậy á, để mọi người không có tiếc nha. Mà mình nhận inbox rất là nhiều bạn là than là chết cây bỏ rác bếp nha. Thì ở đây rác tươi của mình đây, rồi nó sẽ bị phân hủy bởi vi sinh á. Các bạn muốn tốt là các bạn bỏ phân trùng quế một ít vô đây, để trong phân trùng quế rất là nhiều vi sinh có lợi á. Thì đó các bạn nhìn nè ha, nó bài bản không, thứ hai nó đẹp nữa mà không ảnh hưởng cho cây nữa. Thì bên đây bắt đầu mình trồng cây không, mình trồng gì tùy mình. Còn bên đây là mỗi ngày các bạn bỏ rác vô ha. Nếu mà các bạn chế được một cái nắp nhỏ này nữa, cái nắp nhỏ này các bạn cắt nó làm một cái nắp phụ như thế này, thì mình đậy lại để gì, để nói chung là không có nắng trực tiếp á, là vi sinh nó sẽ phát triển tốt, là nó xử lý cái phần rác mình tốt ha. Còn cái nắng mà xuyên xuống trực tiếp là ánh nắng mặt trời mình nó giết luôn vi sinh nha các bạn. Các bạn phải hiểu vậy, nó chỉ ăn được cái phần dưới thôi, còn phần trên nó không làm việc được, là do ánh nắng mặt trời nó diệt khuẩn. Thì vi sinh là vi khuẩn mà, nhưng mà vi sinh gọi cho nó sang vậy thôi, nó thực ra nó là vi khuẩn hết, nó là nhóm vi khuẩn. Nhưng mà nó có lợi thì người ta dành từ vi sinh là nói riêng, còn vi sinh hại thì người ta hay gọi là vi khuẩn. Thì cho nên là ánh nắng mặt trời nó hại, cho nên các bạn đậy bên đây một phần là thẩm mỹ. Cây vẫn trồng ở đây, rác mình bỏ trực tiếp ở đây. Đó.
Bây giờ bắt đầu mình thực hành luôn nha các bạn ha. Đây là hai cây đậu bếp nó hơi vàng lá nè. Các bạn nhìn thấy không, nó vàng lá là do nó hết dinh dưỡng á. Trong cái chậu, cái ly này mình ôm lâu rồi. Này nè, đất nè. Thì khi mình vô đây xong mình sẽ cập nhật nha. Mình trồng cây thiệt, việc thiệt. Để cho các bạn thêm là theo dõi, mình sẽ cập nhật nó là nó phát triển như thế nào. Chứ không phải là mình làm xong rồi các bạn làm được không được kệ các bạn. Không phải, mình làm là nó phải hiệu quả và các bạn làm theo nó hiệu quả. Chứ không phải là chia sẻ là làm đại cái này kia tốt lắm nhưng mà khi người ta làm vô người ta chết cây hết trơn á, còn mình cũng bị chết á, mà mình giấu. Lâu lâu có một thùng nào đó ngon quá đem mình khoe. Không phải như vậy, tất cả từ các bạn coi cái clip của mình đây, mình chia sẻ là có cập nhật thời gian và có công sức mình bỏ ra, mình update từng ngày từng giờ cho các bạn theo dõi. Đó mới là cái tâm nha. Bây giờ bắt đầu mình trồng vô luôn. Để các bạn nhìn thấy không? Thì trong cái này, cái cây này thì nó vàng lá, rễ nó ăn vậy nè, nó vàng rồi nè. Nhưng để sâu vô đây xem coi nó thời gian dài bữa, rồi tuần 10 bữa mình sử dụng bằng rác tươi cho các bạn xem. Giờ mình trồng ha, rồi chút nữa mình bỏ rác cái vô. Bắt đầu từ cái đáy thùng này, đáy thùng không nha. Mọi người, các bạn nhìn nha, ở dưới này là nó thông qua bên đây á. Thì đất nó vướng lại, nó không có chạy qua đâu. Bây giờ mình bỏ một ít sinh khối đường quế vô đây ha. Hoặc phân trùng hay gì cũng được á. Hoặc là các bạn có cái đất mà có dung nhiều á, có dung nhiều là nhiều vi sinh nha các bạn. Vi sinh nó sống tốt ở độ pH từ 5.8 đến 6.8. pH cao cũng không tốt mà pH thấp cũng tốt nha. Phần đó mình sẽ cập nhật cái video clip khác nha các bạn, nói về pH trong đất nha. Tại sao à, rau tốt dinh dưỡng quá trời nhưng mà vàng lá hay là eo uột, đó là do pH một phần nữa nha, các bạn phải hiểu nha. Thì đó mình sẽ làm clip về độ pH trong đất, cái nào lúc nào nhìn đón nó bao giờ, lúc nào là axit, để mình cân chỉnh, mà cân chỉnh bằng hữu cơ luôn đó. Cái đó là mình cập nhật clip sau mọi người theo dõi nha. Bây giờ mình bỏ phân trùng vô, các bạn bỏ vô cho nó kín cái năm cái phân hồi nãy mình để hở nha. Tức là cái phần phân trùng quế đó là mình làm cái lược cho nó, cái lược á, cái lưới giống như làm cái lược để mà rác nó không chạy qua bên kia, mà làm rác muốn nước rác hay là gì muốn qua là phải đi qua cái phân trùng làm cái lược. Thì trong phân trùng mình nhờ vi sinh trong phân trùng hết các bạn ha. Đó rồi xong đầy cái khe này, đầy cái khe này rồi bắt đầu chúng ta vô rác. Thì đây ba dọc mùng bạc hà mình mới thu hoạch nãy, cái mình bỏ vô. Thì khi các bạn bỏ vô đây các bạn thấy nó đầy vậy chứ ha, 2-3 ngày là nó xẹp xuống. Cho nên nhưng mà mình khuyến cáo các bạn nha, nên lấy rác ở nhà mình, không lấy rác ngoài chợ. Tại sao? Rác ngoài chợ á, ví dụ như các bạn biết á, một cái lượng rau cải, rau màu người ta bán á, hay hoặc là những cái người ta xịt thuốc sâu, nhìn bỏ phân rất là nhiều, nó còn tồn dư trong cái rau của mình á. Bởi vì mình mới làm trồng rau sạch ở nhà mình ăn, mình không dám ăn rau chợ là vậy. Cho nên ví dụ như những cái rau mà các bạn mua ngoài chợ á, các bạn đi xin về gom cả đống về đổ ra, thực ra nó không tốt nha. Nếu mà phân hữu cơ, phân hóa học nó còn thì không sao, nó có thời gian phân hủy nữa thì không sao. Nhưng mà chất thuốc bảo vệ thực vật á, nó còn dính trên rau đó là hệ lụy nó vô cùng á. Mình ăn cái đó là chết á. Cái thuốc bảo vệ thực vật mà thuốc trị sâu á, nó lưu dẫn 4-5 năm nha các bạn. Lưu là nó ở lại, dẫn là nó đi theo mạch nước á. Là cho nên gọi là lưu dẫn là vậy á. Thì nó tồn tại trong môi trường 4-5 năm luôn, nhưng nó còn chưa phân hủy nữa. Cho nên nó là bên nông nghiệp bây giờ người ta muốn không cho sử dụng nó là vậy. Thì cho đó là mình sử dụng rác nhà. Thì rác nhà thực ra mỗi nhà một ngày ví dụ 1 ký rác là mình nghĩ là 1-2 ký rác là ok. Cho nên cái hộp này mình bỏ vừa. Thì đây các bạn thấy nhiều không? Nhưng mà nó chứ nửa ngăn thôi. Rồi ngày mai nó còn nó héo, nó xẹp xuống nữa. Nó xẹp xuống rồi gặp vi sinh dưới nó xử lý cái nó xẹp nữa. Cái ngày mai bật đổ vô nữa, mình đổ vô. Mình nghĩ là một gia đình, một hộ gia đình là ok. Nếu mà nhiều rác thì các bạn làm 2 thùng hoặc 3 thùng à, là trực tiếp. Còn nếu mà cái lượng rác các bạn nhiều, có tiệc tùng á, các bạn ủ nguyên một thùng, đầy một thùng thì các bạn ủ luôn nguyên thùng, giống như mình gọi là ủ yếm khí. Thì cái đó bỏ quên nó hoàn bên, còn cái phần này là xử lý rác mỗi ngày. Rồi muốn cho nó nhanh hoài á, các bạn phủ một lớp đất mà đất đang trồng hoặc là cái gì á, phủ nhẹ lên gì, để cho vi sinh nó không bị nắng, không bị ánh sáng, hoặc là trùng cũng sợ ánh nắng nữa, nó sẽ phân hủy nhanh cái rác mình hoài ra nha. Rồi cái ngày mai bắt đầu các bạn đổ tiếp vô. Đó là xong.
đây là giống như xong cái phần gọi là thùng rác tươi, ủ rác tươi bỏ bón trực tiếp cho cây ha, là căn bản là vậy. Thì từ đó các bạn cứ làm theo mình ha. Làm theo đây á, nó không có, nó hơi cực cái chỗ làm chế chút xíu thôi, nhưng mà bảo đảm các bạn cây không chết. Nếu mà nó chậm, nếu mà phân hủy chậm thì cây nó chậm lớn chứ nó không chết cây. Còn các bạn bỏ trực tiếp vô đây, một số người kêu bỏ ở đây chôn ở đây nè, chết nha các bạn. Rễ cây nó ăn lan ở đây là nó lủi rễ ra là nó bị cháy ngọn luôn. Và đôi khi trong cái đất của các bạn mà không có vi sinh lợi nhiều quá là nó chưa kịp xử lý phần rác đó, là cái những cái cây của bạn chết luôn, là do bị gọi là vi khuẩn nó tấn công, nó ăn hư rễ, chết rễ, thối rễ luôn. Còn cái này mà muốn tốt á, các bạn rắc thêm cái nấm. Nhưng mà cái này là mình không sử dụng nấm, là mình không phải ủ, mà là mình nhờ vi sinh trong cái phân trùng này nó làm việc cái rác bếp này, cho nên mình để tự nhiên. Đó là cái này gọi là các bạn ở xa không có mua được nấm đối kháng hay là chế phẩm IM vi sinh á. À, đó là hôm nay là mình chia sẻ rõ cho các bạn xem ha. Đó, tổng quan là hai cây đầu bếp này mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Thì xem như là mình chia sẻ về rác bếp ha, nó có 3 cách đó. Thì các bạn xem từ từ theo dõi rồi các bạn làm theo, tùy theo cái diện tích và điều kiện của nhà mình ha các bạn ha. Thì còn cái vấn đề mà nói sơ về nói trùng cái xử lý rác bếp thì thực ra nó có thật, trùng nó ăn rác bếp, nhưng với điều kiện là trong đất, trong phân trùng nó giàu vi sinh thì vi sinh nó sẽ cộng sinh với trùng. Là gì? Trùng ăn rác, rác gọi là rác bã, mùng bã mà vi sinh nó đã xử lý, nó bã ra thì trùng ăn cái đó. Xong trùng ăn cái đó, trùng lại ị ra rất là nhiều vi sinh trong phân trùng. Rồi nhiều vi sinh thì lại vi sinh nó xử lý cái rác phân xanh, rác bếp đó, nó xử lý tốc độ nhanh lên thì phân nó sẽ thành cái mùng bã rất là nhanh để nó lại cung cấp cho thức ăn cho trùng. Chứ trùng không thể ăn cái phân rác mà tươi bạn mới bỏ vô, không bao giờ nó ăn nổi, mà phải chờ thời gian để vi sinh nó xử lý xong rồi nó hơi bã ra, gọi là giống như nó bã ra thì lúc đó trùng mới ăn được cái đó. Thì rác mềm là ưu tiên vi sinh làm việc nhanh nhất, và rác khô cứng thì vi sinh làm việc chậm hơn thì trùng ăn sau, chứ không phải trùng ăn trực tiếp mà là phải có qua trung gian vi sinh. Và hai cái đó, vi sinh và trùng, nó cộng sinh với nhau để là phát triển sống, thì cái đất của các bạn giàu vi sinh, giàu mùng bã hữu cơ, giàu phân trùng và trùng phát triển sinh sản, nó là gọi là cộng sinh tương tác rất là có lợi trong đất. Đất các bạn tươi xốp là nhờ trùng nhiều, vi sinh nhiều, nó cứ vậy đó, nó ăn nhiều thì nó ị nhiều vi sinh, mà vi sinh nhiều phân hủy rác các bạn nhanh thì lại trùng nó có nhiều thức ăn để nó ăn và nó nhanh lớn, nó sinh sản nhiều vậy thôi ha. Để các bạn hiểu về căn bản về rồi mình hãy đề cập về vi sinh như vậy á. Thì cho nên mình trong cái thùng rác đó mình bỏ rồi phân trùng á để nó làm việc đó, nó việc cộng sinh nó tuần hoàn như vậy đó ha các bạn ha. Chứ không phải là các bạn đi lụp. Nếu mà trong cái thùng rác đó, nếu các bạn mà bỏ trùng nguyên con á, ví dụ các bạn mua 1 kg trùng không có phân, không có đất á, bảo đảm các bạn chết, trùng nó đi hết. Bởi vì sao? Bởi vì trùng nó không ăn được cái rác đó đâu. Cái rác đó là nó vi sinh, nó làm việc ra mà bằng cái số lượng kiểu mà lề mề, mà cái rác nó ôi thúi nước nôi linh bỉnh đó là trùng bỏ đi hoặc nó chết. Nhưng mà nếu mà các bạn bỏ sinh khối hoặc bỏ phân trùng á thì nó lại là nhiều vi sinh để nó xử lý được cái mùng bã nó ra để trùng nó sống, là trùng nó mới sống nha. Rồi mình clip sau mình sẽ cập nhật sâu về pH, độ pH trong đất nó cũng tầm quan trọng cực kỳ nha các bạn. Đất các bạn mà giàu dinh dưỡng nhưng mà pH nó trên lệch là nó lại không hấp thụ cây, nó không tốt là các bạn lại bỡ ngỡ không biết tại sao ha. Clip sau mình sẽ đề cập về pH. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi nha.